Đứng dậy, ngồi xuống, dạng chứng đấy. Wow. Wow. Miss T is waiting for you. Bé ngoan thì sẽ được ăn ngon, còn bé hư thì sẽ bị chị cho ăn đòn nát mông. Sáng nào thì cũng cho loa chạy ầm ầm như vậy rồi mà chú vẫn còn không thuộc nội quy của nhà tù mình hay là sao? Chị ơi, chị, em thề với chị là em không biết gì cả. Tại sao bọn nó đồn theo cả em là em chỉ chạy ké thôi à? Tính chị đây không có sắp nói nhiều. Chỉ vì chú mà thằng nào giờ ở trong cái nhà tù này cũng chỉ nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài. Chủ mày tính sao? Dạ, chị ơi, thân em hao hạc gầy gò lắm rồi, xin chị đừng đánh em nữa. Chú lại không biết tính chị mày rồi. Thế là thà thế nào? Sở thích của chị nó rất là singular. Bây giờ sẽ rõ. Dạ. Chị có một trò chơi dành cho chú em đó. Là trò gì vậy chị? Trò xe cứu hỏa. Dạ. Có đau không vậy chị? Không hề. Bây giờ để chị giải thích luật chơi cho chú nha. Tay phải của chị sẽ là xe cứu hỏa. Dạ. Chị sẽ chạy từ cổ chân của chú dần dần lên cao. Chú em muốn chị dừng ở đâu thì chị cần nói. Đèn đỏ. Dạ vâng ạ. Chú em đã hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Còn hơn là đỡ bị đánh hả? Được rồi, chị mày bắt đầu đây. Chị ơi, thằng đời trốn tu rồi chị à. Mày nói cái gì? Có. Dạ thưa chị, bác tù cha đã kiểm tra hết tất cả các trại giam thì không thấy thằng đời đâu cả. Có lẽ trong lúc nãy khi chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng đi bắt ba tên này thì nó đã lẻn ra ngoài rồi chị à. Ngộ nghe thấy rồi, con tim ngộ đau nhói. Đỡ chị mấy đứa à, đỡ đi à, ra đỡ tập chết. Được đấy. Chị ơi, hãy nén cái đau thương lại chị ạ. Phải nên nhớ rằng chúng ta phải đối diện với thế giới bằng một nụ cười. Đúng rồi, ngày xưa má có dặn không được cúi đầu, vương miệng nó sẽ rơi. Đúng rồi chị. Đã đến cái nước này rồi thì chị cũng không kiên nể bố con thằng nào nữa. Còn mày, mày dám lừa chị. Bây giờ mày, thằng đời đang ở đâu? Mày không nói thì mày đập cho mày đau liên cổ, đứt bỏ lòng đời. Mày nói không? Chị ơi, em không biết gì cả. Nó ở ngoài tù, chị hỏi bố nó, bố nó biết. Em ở trong tù làm sao em biết được hả? Mày còn dám nhớ gì hả? Thôi được rồi. Bây giờ mày, mày đi ra bảo bọn lâu la. Cái chuyện thằng đời đã trốn tù nhất quyết không được để ai biết. Bọn thanh tra sắp đến thám thính nhà tù của mình rồi. Nếu như mà để chúng nó biết được vụ này, cả lũ có mà húp cá. Còn về cái thằng này.
khai ra hết cho chị thì thôi. Thưa chị, chuyện gì thì nói nhá. Chuyện này em trừng. Trời ơi, đều đệ của tao mà. Thôi được rồi, lo giải quyết đi mới cưng. Đây.